chào quý bà con và các bạn đã quay trở lại với kênh Nông nghiệp Mekong. Công ty chúng tôi thì chuyên hệ thống tưới, phun thuốc tự động, phân bón và kỹ thuật cây trồng. Ở nhiều video trước, chúng tôi có đề cập đến thành phần dinh dưỡng amino acid và tầm quan trọng của chúng đối với cây trồng. Chúng có tác động to lớn đến quá trình trao đổi chất của tế bào, ảnh hưởng đến sự phát triển toàn diện của cây và năng suất cây trồng. Thì trước hết chúng ta sẽ cùng nhau điểm lại về thành phần cấu tạo cũng như là công dụng của amino acid. Tổng thể thì amino acid là sự cấu tạo của carbon, oxy, nước và đạm. Các thành phần này sẽ giúp cây quang hợp mạnh mẽ hơn, hấp thu nước và đồng hóa đạm tốt hơn. Về công dụng, nhìn chung thì amino acid có hiệu quả cho tất cả các giai đoạn phát triển của cây trồng, cần gia tăng hấp thu và tạo tế bào mới. Cụ thể như là đối với cây ăn trái và cây công nghiệp, vào giai đoạn cây tơ, tạo cơ đọt. Qua gốc thì bà con có thể kết hợp amino acid với phân cá, humic vi lượng với liều là 1ml trên lít để hỗ trợ tạo rễ, phát triển đọt non. Và qua lá thì bà con phun amino acid với liều từ 1 đến 2ml trên lít để kéo cơ đọt, thúc cơ giai đoạn hình thành cơ non đến lá lụa. Thì đối với giai đoạn phát triển đọt này, để tăng cường quang hợp cho cây, nhất là vào mùa mưa, thiếu ánh sáng nhiều, bà con cũng có thể kết hợp dòng amino acid với vi lượng, trung lượng để tránh vàng lá, giúp lá xanh dày và khỏe hơn. Còn đối với giai đoạn làm bông thì amino acid cũng đóng góp vai trò đáng kể. Và giai đoạn kéo bông, việc kết hợp amino acid với GA3, vi lượng với liều 1ml trên lít, phun vào nụ hoa, mắt cua để kéo bông, phát triển đồng đều và khỏe mạnh hơn. Và đối với giai đoạn sổ nhụy, trổ bông, việc kết hợp amino acid với boron sẽ giúp kéo dài sự sống hạt phấn, tăng sự nảy mầm phấn hoa và độ dài ống hoa, tăng thụ phấn và khả năng đậu trái cho cây. Lưu ý là đối với giai đoạn này, bà con nên phun trước sổ nhụy 15 ngày, mỗi lần cách nhau từ 7 đến 10 ngày. Và vào thời kỳ rụng trái non, bà con cũng có thể bổ sung amino acid cùng với boron, GA3 và lăng cao để giảm tình trạng gãy gụng. Ngoài ra thì để tăng cường phát triển trái, tăng kích thước, bà con có thể sử dụng amino acid cùng với boron và canxi. Còn đối với rau màu và hoa kiển, bà con có thể sử dụng amino acid tưới hoặc phun sau khi xuống giống vài ngày, định kỳ 10 đến 15 ngày một lần. Và có thể sử dụng xuyên suốt trong quá trình cây phát triển để giúp hình thành và phát triển rễ, lá, củ, hoa, trái, giúp cây kháng được sâu bệnh, giảm được một lượng phân đáng kể và gia tăng năng suất cây trồng. Và cuối cùng là về ưu điểm thì amino acid có tính thấm, bám dính và hấp thu tốt, có tính làm mát cây trồng, hạn chế tính nóng của thuốc bảo vệ thực vật. Và đồng thời amino acid cũng dễ dàng phối trộn với các sản phẩm khác, từ đó sẽ giúp bà con tiết kiệm công lao động hơn. Nhìn chung, amino acid là một thành phần quan trọng mà chúng tôi khuyến khích bà con nên bổ sung vào quy trình dinh dưỡng của cây trồng. Hiện thì Mekong Agri có các dòng amino acid chuyên dùng cho tưới gốc và cho cả qua lá với hàm lượng 45%, 30% và 20%. Nếu bà con cần tư vấn về amino acid, hàm lượng nào sẽ phù hợp với cây trồng của mình, cách sử dụng và giai đoạn cần dùng như thế nào, thì có thể liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại bên dưới để được hỗ trợ nhanh chóng. Sản phẩm hiện đang có mặt trên các trang thương mại điện tử như Lazada, Shopee, Sen Đỏ. Bà con có thể đặt hàng ở mọi lúc, mọi nơi. Cuối cùng, bà con nhớ like, đăng ký kênh, chọn một tất cả tại chuông thông báo để cập nhật các thông tin mới nhất từ Mekong Agri nhé. Và đừng quên đón xem kiến thức về phân bón, kỹ thuật cây trồng của chúng tôi vào lúc 18 giờ mỗi thứ năm hàng tuần trên kênh Nông nghiệp Mekong. Cảm ơn quý bà con đã theo dõi và ủng hộ kênh. Xin chào và hẹn gặp lại quý bà con ở các video tiếp theo.